Vâng, thưa bác, đây là con An Ga quả trứng Anh Quốc Xưa thập kỷ 1950, bọc vàng nhé. Anh Quốc Xưa, các bạn dùng em quay nó sẩm tối khoảng 5-6 giờ nhé. Sức bình thường là rất là mới, rất đẹp ạ. Vâng. Thế là cầu giữa An Ga 20 gram tương đương 1 trên 10, 12 ca ghép. Càng phải nó cũng thế nhé, cũng là An Ga 20 gram này. Rất là rõ ràng này. Đấy, bọc vàng sáng gương như thế đấy. Mặc dù nó quay này là hơi sẩm tối, trời mùa đông 5-6 giờ tối lắm. Cành trái frame Marisling, cành trái này hơi mòn chút xíu, tuy nhiên không ảnh hưởng gì kính ạ. Và tất cả thông tin về kính em đều ghi dưới video rồi, và kèm theo cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm, và giá cả rất rõ ràng, rất yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. An Ga quả trứng Anh Quốc Xưa thập kỷ 1950. Quay này là lúc hơi sẩm tối quá, 5-6 giờ cho trời mùa đông tối lắm. Bác lưu ý trước khi đến xem kính cổ đồ sơ đồ lính Mỹ thì bác nên điện thoại trước để em nguyên tiếp đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, cố vấn chuyên sâu về kính cổ đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị lớn nhất mà quán mình xúc kính cổ đồ cổ xưa lâu năm, thường uy tín hơn 20 năm, đảm bảo phân nhân pháp lý nhé. Và An Ga quả trứng Anh Quốc Xưa thập kỷ 1950. Một lần rất cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các phiên sau nhé. Bọc vàng sáng hơn gương, đó là hàng thật nhé. Hàng giả hàng nhái nó chả để có đêm bao ngày, và đối tượng hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không bao giờ công khai địa chỉ một nơi nhà nơi, địa chỉ chỗ khuất chỗ khó nhìn khó tìm. Đó là đối tượng chuyên bán kính giả kính nhái, còn bán thương hiệu uy tín lâu năm, địa chỉ và số điện thoại luôn luôn rõ ràng. Địa chỉ bên em và số điện thoại là đã bán kính cổ đồ cổ hơn 20 năm, đã khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi, thì bác mua bán là rất là yên tâm luôn đấy ạ. Và rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Xin chào các bạn phía sau.